bạn đeo vào cái này chỉ có hợp lý thôi. Ui, tiếng nhạc phát ra từ đâu ấy nhỉ? Ồ, các bạn ơi, nhìn kìa. Ở đằng xa kìa, là một đàn động vật đang nhảy múa. À, đúng rồi, bây giờ tôi phải ra đấy góp vui với các bạn động vật mới được. Tớ có cái này hay lắm, các bạn lại đây xem cùng với tớ này. Đây này, cái cây này rất nhiều quả luôn. Đấy, những quả này chín rất chi là ngọt đấy các bạn ạ. Các bạn nhìn này, chỉ cần ăn vào một cái là mồm đen xì luôn. Đây, đó có các bạn nhìn này. Các bạn thấy chưa, thấy đen đen đây chưa? Đấy, những quả này chỉ để làm đẹp thôi các bạn ạ. Quả không ăn được đâu, ăn vào nó đen mồm đấy. Nhưng mà nhìn cây này sai thật đấy. Ngày xưa tớ đã ăn chút quả này rồi, ngọt lắm. Biết là vị của nó thế nào nhỉ? Xem nào. Ừ, thơm đấy. Ngọt lắm các bạn ơi. Sao đằng xa kia lại có bầy khủng long nhỉ? Các bạn hãy nhìn kìa. Uầy, đàn khủng long kia vừa to vừa lớn vừa đông. Thế này mà để cho bọn chúng ăn quả đây thì ngoài này mình không còn quả ăn mất. Bây giờ mình sẽ ra đấy tìm cách đuổi cái đám khủng long này đi mới được. Các bạn đi cùng mình nào, đi thôi. Mau đi ra chỗ khác ăn cỏ đi. Đây là địa bàn của ta rồi. Con nào thì mau đi đi. Nếu không thì đừng có trách ta. Đi. Đi cho ta ăn cỏ nào. Đi. Sâu mới được. Xem có con dế ở trong này không. Ôi. Sao tự nhiên các bạn ơi? Ai đang đuổi đàn khủng long nhà tớ kia ấy nhỉ? Này, sao lại đuổi khủng long nhà tớ thế? Bây giờ mình phải chạy lại gần đấy. Gan bạn kia, không cho bạn ấy đuổi khủng long nhà tớ mới được. Đám khủng long kia đừng bao giờ quay lại đây nữa biết chưa? Kia bạn này chỉ để chăn mùa thôi, không phải chăn khủng long đâu. Đi thì thôi nhá. Bạn biết đàn khủng long kia là của nhà ai không mà bạn đuổi đi hả? Nhà anh? Ở đây chẳng có ai ở đây cả. Chỉ có một mình tớ chăn bò ở địa bàn này thôi. Đàn khủng long đấy dám xâm phạm vào đây, ăn hết cỏ của đàn bò nhà tớ. Thế nên tớ mới đuổi nó đi đây. Bạn không mong không? Tớ đuổi đàn khủng long này đi thì thôi, đừng có đá vào mông tớ. Nói cho bạn Huyền biết nhá. Đàn khủng long kia là của nhà tớ đấy. Tớ đang thả đàn khủng long ở đây để cho chúng ăn cỏ đấy. Thế mà sao bạn lại đuổi bọn chúng đi hả? Bạn có còn là bạn của tớ không ấy? Tớ cứ tưởng là đàn khủng long của ai cơ. Thôi, tớ xin lỗi bạn chung nhá, tớ không biết. Thôi được rồi, lẻ nắm lần này tớ mới bỏ qua cho nó nhá. Từ giờ trở đi, bạn Huyền phải trông đàn khủng long kia hộ tớ. Không được đuổi bọn chúng đi nữa, bạn Huyền biết chưa? Ok, được rồi. Là sao tớ sẽ giúp kinh nghiệm. Tớ nhớ đàn khủng long đấy nhà của bạn rồi. Chung ơi, tiếng quỳnh ở đâu như động đất đấy nhỉ? Nó ở đằng này này bạn Huyền ơi. Hay là chúng mình lại gần đấy, xem là chuyện gì xảy ra đi bạn Huyền ơi. Ừ, được, bạn Chung ơi, đi thôi. Hôm nay vui quá các bạn ơi. Ui, các bạn ơi. Ôi, nhìn kìa. Ở đằng kia có một cái hộp gì rơi từ trên trời rơi xuống. Nhìn to quá. Hay bây giờ, tớ chạy thử ra lấy xem nhá. Ôi, quả to như thế này là của tớ. Tớ nhìn thấy trước, tớ nhìn thấy lâu rồi nha. Còn lâu ý, bọn tớ nhìn thấy trước mà, đúng không? Đúng, không thể nào bạn nhìn thấy trước được. Bọn tớ chắc bọn đằng kia nhìn thấy nó trước rồi. Chắc chắn nó là của bọn tớ, đúng không? Đúng rồi, hôm qua này bọn tớ nhìn thấy từ đằng xa kia rồi. Không được, cái hộp quả to như thế này là của tớ. Bạn không cãi được với tớ đâu. Ôi giời, ê, bạn cãi của bố làm chủ tịch xã. Bố bạn làm cái gì đi nữa, bọn tớ cũng không sợ đâu. Thôi, không phải nói nhiều, để tớ mở hộp quà này ra. Mở đi. Tớ mở. Ôi, đang sao quá?
cách gì đi. À đúng rồi các bạn ơi, nhà tớ có đến cối bắn đá, hay là để tớ mang nó đến tiêu diệt cái con quái vật kia nhá. Giờ mà bạn về lấy thì lâu lắm bạn Trung ơi. Đúng rồi, có khi ra bọn tớ bị ăn thịt luôn rồi ý. Ừ được rồi, thế thì để tớ triệu hồi nó đến tiêu diệt con quái vật kia các bạn ạ. Nhanh lên đi. Đúng rồi, không nó quay lại đấy bạn Trung ơi. Thôi bắn đá, mau đến đây giúp ta, nhanh lên. Ôi các bạn ơi, cối bắn đá của tớ đang đến rồi kìa. Wow, cối bắn đá đã xuất hiện rồi. Ô Xuân Anh ơi, cối bắn đá của bạn Trung tới kìa, chúng ta chạy đấy thôi, nhanh lên. Cối bắn đá ơi, các bạn ơi. Nice. Thôi mọi người ơi, đúng rồi chưa? Đàn bò nhà tớ về. Bye bye mọi người.